Hội cựu chiến binh phường Tân Thịnh thực hiện nghi lễ phủ quân kỳ quyết thắng trên linh cữu đồng chí Chu Văn Ba, đề nghị nhân dân, các đồng chí và gia đình đứng dậy. Kính thưa hương hồn đồng chí Chu Văn Ba, kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, kính thưa ban tổ chức tang lễ cùng toàn thể tang quyến, đồng chí Chu Văn Ba, hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam thuộc chi hội 1 Cựu Chiến binh 1, Hội Cựu Chiến binh phường Tân Thịnh đã từ trần hồi 15 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 năm 2022, tức ngày 19 tháng 11 năm Nhâm Dần. Đồng chí được phủ quân kỳ quyết thắng trên linh cữu và tang lễ tổ chức theo nghi lễ tang của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Sau đây tôi kính mời đồng chí Hà Thế Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh phường Tân Thịnh, thay mặt Ban Chấp hành công bố quyết định và điều hành lễ phủ quân kỳ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh phường Tân Thịnh. Tân Thịnh ngày 14 tháng 12 năm 2022. Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Tân Thịnh, căn cứ vào điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, căn cứ vào thông tư số 86/2016 ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng khi từ trần. Theo báo cáo đề nghị của đồng chí chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh 1, quyết định điều 1 phủ quân kỳ quyết thắng trên linh cữu đồng chí Chu Văn Ba, hội viên cựu chiến binh Việt Nam đã từ trần hồi 15 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 năm 2022, tức ngày 19 tháng 11 năm Nhâm Dần. Điều 2, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Tân Thịnh, đội thiếu binh, chi hội cựu chiến binh 1 phường Tân Thịnh phối hợp với ban tổ chức lễ tang, tổ chức túc trực, lễ truy điệu đồng chí Chu Văn Ba theo nghi thức Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Điều 3, giao cho đội thiếu binh, chi hội cựu chiến binh 1 phối hợp cùng với gia đình tổ chức tiễn đưa đồng chí Chu Văn Ba về nơi an nghỉ cuối cùng theo nguyên thức Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Thay mặt Hội chiến binh phường Tân Thịnh, chủ tịch đã ký Chu Văn Đường. Đội thiếu binh vào vị trí phủ quân kỳ, đi đâu bước. Tiếp theo là lễ viếng của chi hội cựu chiến binh phường Tân Thịnh, chi hội cựu chiến binh 1 do đồng chí Trần Hoàng Sơn, chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Thịnh làm trưởng đoàn. Xin kính mời đoàn.
Kính thưa hương hồn đồng chí Chu Văn Ba, kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ dân phố 1, kính thưa ban tổ chức lễ tang cùng toàn thể tang quyến, Hội Cựu chiến binh phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên vô cùng thương tiếc và đau buồn khi được tin đồng chí Chu Văn Ba, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, do mắc bệnh, mặc dù đã được gia đình, thầy thuốc tận tình chăm sóc cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu không qua khỏi, đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng về với tiên tổ hồi 15 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 năm 2022, tức ngày 19 tháng 11 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 88 tuổi. Đồng chí Chu Văn Ba sinh ngày 10 tháng 7 năm 1935, quê quán xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, trú quán tổ 1, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí tham gia lực lượng dân quân tự vệ tháng 8 năm 1960, nghỉ hưu năm 1990. Chức vụ công tác trước khi nghỉ hưu, giảng viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Quá trình tham gia phục vụ lực lượng dân quân tự vệ và công tác giảng dạy, đồng chí đã có nhiều thành tích chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong sự nghiệp giải phóng đất nước. Dù ở cương vị nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí vinh dự được tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 3. Đồng chí được kết nạp vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam tháng 10 năm 2011. Trong quá trình sinh hoạt hội, đồng chí luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương và điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đồng chí mất đi để lại cho gia đình, dòng họ, đồng chí đồng đội nỗi xót thương vô hạn. Hội Cựu chiến binh phường Tân Thịnh mất đi một hội viên tâm huyết, gương mẫu. Trong giờ phút tiễn biệt đau thương này, thay mặt trên 900 hội viên Cựu chiến binh phường Tân Thịnh, chúng tôi dâng vòng hoa tươi, thắp nén tâm nhang, kính viếng hương hồn đồng chí và chia buồn sâu sắc cùng toàn thể tang quyến. Trước vong linh đồng chí, chúng tôi nguyện đoàn kết hơn nữa các thế hệ hội viên Cựu chiến binh, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Hội Cựu chiến binh phường trong sạch vững mạnh toàn diện. Vĩnh biệt đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng, nơi suối vàng cõi vĩnh hằng yên giấc ngàn thu, chúng tôi xin mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Dạ vâng, đoàn nhà Kiều xin phép được thay lời cho gia đình cũng như ban tổ chức lễ tang xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới phần lễ viếng vòng hoa tang của Chi hội Cựu chiến binh phường Tân Thịnh. Sau khi trở về làm lễ xong, trân trọng kính mời đoàn lui chân ra bàn uống nước và chuẩn bị dự lễ truy điệu, tiễn đưa linh cữu của cụ Chu Văn Ba về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Kính thưa hương hồn cụ Chu Văn Ba, kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa gia đình tang quyến. Nhận được tin gia đình báo tin cụ Chu Văn Ba 250 về với tiên tổ, đoàn chúng cháu thay mặt cho cán bộ và nhân dân tổ dân phố 1, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên trở về linh sản cụ, dâng lễ và vòng hoa tươi, kính viếng hương hồn cụ và xin cầu chúc cho hương hồn cụ ở dưới suối vàng được siêu sinh tịnh độ, và xin phép được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình tang quyến. Và để tiễn biệt hương hồn cụ, đoàn chúng con xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tổ chức tang lễ bắt đầu. Tin buồn. Ban tổ chức tang lễ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin cụ Chu Văn Ba sinh ngày mùng 10 tháng 7 năm 1935, quê quán làng Vọng Tân, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Trú quán tại tổ dân phố 1, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Cụ chẳng may bị cảm lạnh, mặc dù gia đình đã hết lòng cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, cụ đã không qua khỏi. Cụ đã từ trần vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 năm 2022, tức ngày 19 tháng 11 năm Nhâm Dần. Cụ hưởng thọ 88 tuổi. Sau khi nhận được tin gia đình báo cụ Chu Văn Ba qua đời, đại diện lãnh đạo tổ dân phố, cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận và các đoàn thể đã có mặt đông đủ, động viên tư tưởng gia đình, thành lập ban tang lễ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để kết hợp cùng với gia đình tổ chức tang lễ cho cụ chu đáo, trang trọng đúng với quy định của địa phương và tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2022, lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 năm Nhâm Dần. Hóa thân tại đài hóa thân An Lạc Viên, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Hài cốt được an táng tại nghĩa trang An Lạc Viên, thành phố Thái Nguyên. Ban tổ chức tang lễ xin thông báo đến bà con nhân dân thu xếp thời gian tiễn đưa cụ Chu Văn Ba về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây tôi xin thông qua danh sách ban tang lễ. 1. Ông Nguyễn Văn Đông, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban. 2. Bà Nguyễn Thị Hồng, trưởng ban công tác mặt trận, phó ban. 3. Ông Phạm Văn Nghĩa, chi hội trưởng cựu chiến binh, phó ban. 4. Ông Nguyễn Đình Kiểm, chi hội trưởng người cao tuổi, ủy viên. 5. Bà Bùi Thị Tranh, chi hội trưởng phụ nữ, ủy viên. 6. Bà Nguyễn Thị Tuân, chi hội chữ thập đỏ, ủy viên. 7. Ông Chu Việt Hùng, đại diện gia đình, ủy viên. Tiếp theo đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Hồng, trưởng ban công tác mặt trận, phó ban tang lễ lên đọc lời điếu. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa hương hồn cụ Chu Văn Ba, kính thưa cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận và các đoàn thể của tổ dân phố 1, phường Tân Thịnh, kính thưa gia đình tang quyến cùng toàn thể bà con nhân dân, hôm nay chúng ta tập trung đông đủ tại gia đình bà Nguyễn Thị Minh Loan để chia tay vĩnh biệt một thành viên của tổ dân phố 1, cụ Chu Văn Ba, sinh năm 1935, quê quán xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Trú quán tại tổ dân phố 1, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Cụ Chu Văn Ba xuất thân trong một gia đình nề nếp, thuở nhỏ cụ được cha mẹ yêu thương, giáo dục cho học hành đầy đủ, cho nên cụ đã sớm tiếp thu kiến thức văn hóa hiện đại Việt Nam. Cụ đã sống cuộc sống giản dị, có nghĩa tình, nhận được sự yêu thương của mọi người. Vào tuổi trưởng thành, khi cụ đã học hết phổ thông trung học, cụ đã thi vào chuyên ngành giáo dục và công tác làm giảng viên tại trường Đại học Lung Lâm Thái Nguyên. Trong thời gian làm giáo viên giảng dạy, cụ vẫn tiếp tục tham gia dân quân tự vệ. Cụ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nhà trường trao tặng nhiều bằng khen và giấy khen, và vinh dự cho cụ được nhà nước trao tặng huân chương kháng chiến hạng 3.
Về hạnh phúc gia đình riêng, cụ đã xây dựng gia đình kết hôn với cụ Nguyễn Thị Minh Loan. Hiện nay cụ đã có một gia đình hạnh phúc, yên ấm. Cụ đã sinh được hai người con trai. Cụ có 8 cháu nội. Các con cháu của cụ đều ngoan ngoãn, học giỏi, hiếu thuận. Năm 1985, cụ và gia đình chuyển về sinh sống tại tổ dân phố 1, phường Tân Thịnh từ đó đến nay. Bản thân cụ và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương nơi cư trú. Nhưng thật không may cho cụ và gia đình, cuộc sống đang hạnh phúc, đầm ấm, an vui thì cụ lại bị cảm nặng. Mặc dù gia đình đã dùng nhiều biện pháp cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, cụ đã không qua khỏi. Cụ đã vĩnh biệt trần gian vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2022, tức ngày 19 tháng 11 năm Nhân Dấm Nhâm Dần. Cụ hưởng thọ 88 tuổi. Sự ra đi của cụ là một tổn thất lớn lao, đau thương vô hạn, không có gì bù đắp nổi đối với gia đình và người thân. Các con của cụ mất đi người cha mẫu mực, người vợ hiền mất đi người chồng trụ cột. Các cháu mất đi người ông, người bác, người chú, người cậu. Anh em trong gia đình mất đi người anh, người em nhất mực yêu thương. Đoàn thể mất đi một hội viên hiền lành, giản dị. Tổ dân phố mất đi một công dân mẫu mực. Từ khi nhận được gia đình báo tin cụ Chu Văn Ba qua đời, lãnh đạo tổ dân phố, ban công tác mặt trận, đại diện các đoàn thể và bà con nhân dân đã có mặt đông đủ, thành lập ban tang lễ, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên kết hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ cho cụ chu đáo, trang trọng, đúng với quy định của địa phương và tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Cụ Ba ơi, kể từ nay trở đi, trong tổ dân phố có chuyện vui buồn. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ của tổ dân phố và các đoàn thể, không ai còn trông đến hình bóng của cụ đâu nữa. Giờ phút tiếc thương này, cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận và các đoàn thể cùng toàn thể bà con nhân dân đang đứng trước linh sàn cụ, xin phép được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình tang quyến và xin hứa với vong linh cụ cùng nhau đoàn kết vượt mọi khó khăn, lãnh đạo đưa các phong trào của tổ dân phố 1 chúng ta ngày càng phát triển lớn mạnh về mọi mặt. Gia đình tang quyến hãy kìm nén nỗi đau thương lớn lao vô hạn này để sớm ổn định cuộc sống gia đình, góp phần cùng bà con xóm phố xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bởi sinh, lão, bệnh, tử là do tạo hóa sinh ra. Trong mỗi cuộc đời của con người ta là không ai tránh khỏi. Cụ hãy sống khôn, thác thiêng, phù hộ độ trì cho toàn thể gia đình và bà con xóm phố được mạnh khỏe, bình an. Ai cũng thương tiếc cụ và cầu chúc cho hương hồn cụ ở dưới suối vàng được siêu sinh, tịnh độ. Ban tổ chức tang lễ và gia đình tang quyến chân thành cảm ơn cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận, các đoàn thể của tổ dân phố 1. Xin cảm ơn đoàn nhạc hiếu đã kết hợp cùng ban tang lễ phục vụ và tổ chức tang lễ cho cụ Chu Văn Ba nhiệt tình, chu đáo, trang trọng. Xin cảm ơn Hội Cựu Chiến binh phường Tân Thịnh. Xin cảm ơn Hội Người Cao Tuổi phường Tân Thịnh. Xin cảm ơn đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học trong và ngoài tỉnh. Xin cảm ơn các gia đình thông gia, liên gia, cảm ơn bốn bên gia đình nội ngoại và toàn thể bà con nhân dân đã dành thời gian đến phúng viếng và san sẻ nỗi đau thương cùng gia đình tang quyến. Giờ phút tiếc thương nhất đã đến để tiễn đưa hương hồn cụ Chu Văn Ba về với tổ tiên, về với thế giới muôn đời, âm dương cách biệt ở dưới suối vàng, kính chúc hương hồn cụ an giấc ngàn thu. Toàn thể gia đình và tang trường chúng ta hãy dành một phút mạc niệm hương hồn cụ Chu Văn Ba lần cuối cùng. Phút mạc niệm bắt đầu. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Chu Việt Hùng, đại diện gia đình lên cảm ơn.
Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị cùng toàn thể mọi người. Tôi là Chu Việt Hùng, con trai cả của ông Chu Văn Ba. Cha tôi vì tuổi cao sức yếu, không may đã qua đời. Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội Cựu Chiến binh phường Tân Thịnh. Xin gửi lời cảm ơn đến Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, cùng các cụ, các ông, các bà, anh em, bạn bè, thân quyến gần xa đã đến viếng cũng như gửi vòng hoa phúng viếng cha tôi. Xin gửi lời cảm ơn đến đoàn nhạc Hiếu đã phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo và để cha tôi được ra đi thanh thản. Trong tang gia bối rối có rất nhiều điều sơ suất, rất mong được các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể mọi người lượng thứ cho gia đình chúng tôi. Và để bày tỏ lòng cảm ơn, sau khi hoàn thành việc đưa cha tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi trân trọng kính mời tất cả mọi người ở lại dùng bữa cơm thân mật với gia đình, coi như một lời cảm ơn của gia đình tôi. Xin cảm ơn. Lễ truy điệu cụ Chu Văn Ba đã kết thúc. Đề nghị các đồng chí đã được phân công nhiệm vụ vào vị trí chuyển hoa và linh cữu của cụ ra xe tang.